Thưa quý vị, trước thực trạng số ca mắc COVID-19 gia tăng, dịch có thể tái bùng phát trở lại, Bộ Y tế đã chuẩn bị sẵn hai kịch bản diễn biến dịch COVID-19 trong thời gian tới, cùng với đó là những ứng phó trước các biến chủng mới. Vậy thì các chuyên gia nghiêng về kịch bản nào hơn? Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu sau những hình ảnh ngay sau đây. Hiện nay, Bộ Y tế đề xuất hai kịch bản diễn biến dịch COVID-19 ở nước ta, cụ thể như sau. Kịch bản 1. Biến thể mới xuất hiện phổ biến trong cộng đồng và sẽ dần giảm bớt độc lực. Số trường hợp chuyển nặng và tử vong sẽ giảm. Đây là kịch bản có xu thế xảy ra nhiều hơn. Với kịch bản này, chúng ta chuyển sang trạng thái bình thường mới, tức là đưa COVID-19 sang bệnh lưu hành. Các hoạt động xã hội diễn ra bình thường. Kịch bản 2. Xuất hiện chủng SARS-CoV-2 mới, làm giảm đi hiệu lực bảo vệ của vaccine, dịch lây lan mạnh hơn và tăng nguy cơ chuyển nặng. Với kịch bản thứ hai này, Việt Nam sẽ kích hoạt lại các biện pháp phòng dịch cấp bách đã từng thực hiện. Với tôi thì tôi sẽ nghiêng về kịch bản thứ nhất. Bởi vì sau 2 năm rưỡi phòng chống dịch COVID, thì theo thuyết của Đạo Uyên luật biến dịch di truyền, thì trong tất cả lịch sử, trong tất cả vụ dịch trên thế giới, thì cũng không có vụ dịch nào tức là có thể là kéo dài đến khoảng tầm từ 2,5 năm đổ lên. Cũng rất khó. Và bởi vì chúng ta cái nền khoa học phát triển, cho nên là lúc mà chúng ta tìm được vaccine, thì cái việc để mà phòng chống các con virus mới thì nó là có vaccine đặc hiệu để rồi chúng ta tiêm phòng và chúng ta sẽ cái tỷ lệ tử vong sẽ giảm thấp nhất. Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước. Việt Nam đang nghiên cứu kế hoạch sắp tới có thể đưa COVID-19 ra khỏi danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, trở thành bệnh lưu hành.